Mời các bạn theo dõi bộ truyện Liên Hoa Lâu Lầu Liên Hoa Vân cắt Tường của tác giả Đằng Bình. Tập 4, Bạch Hồ Quyền, phần lời hẹn Đông Hải. Lầu Liên Hoa cắt Tường văn mùn ngang lộn xộn, Lý Liên Hoa không cánh mà bay, thiếu sư kiếm, âm thầm chảy máu, là bị người khác ám toán hay là giác lệ tiêu động thủ giết người. Thần y, Lý Liên Hoa lại gặp phải nguy hiểm, những vụ kỳ án kinh hãi, những cuộc gặp gỡ kỳ lạ, nhân tâm, nhân tính, thiện ác, chính tà, hắn sẽ hóa giải như thế nào đây hãy cùng theo dõi hành trình của thần y lý liên đầy kịch tính nhé lời hẹn đông hải hảo thủ cùng kinh đến già vẫn còn học phía đông nam kinh thành ở một nơi cạnh sông ghé núi có một tòa cung điện nguy nga lộng lẫy chiếm diện tích khá rộng người dân kinh thành đều biết đó là phủ đệ của chiêu linh công chúa và phò mã được hoàng thượng ban tên lương phủ trong lương phủ gấm hoa rực rỡ đèn lồng treo cao, anh vũ với chim thức các màu hót díu ra díu rít. mặc dù trời đã nhuộm sắc thu nhưng trong phủ lại vẫn như mùa xuân. Bên trong phủ đệ cực kỳ xa hoa phú quý, bên cạnh hồ nước với những bông hoa sắc tím li ti nở rộ, có một người mặc gấm bảo đang tiện tay gỡ chuỗi ngọc trai, ném từng hạt từng hạt xuống hồ. Bịch một tiếng, chúng ngay một cái lá sen, lại bịch một tiếng, làm gãy một đài sen. Trên mặt nước lổn ngùn những cành gãy lá rụng đang không ngừng rung động, sóng nước dập dờn, hoa sen run rẩy, tôm cá trốn sạch. Phò mã, công chúa có lời mời. Trong vườn hoa phía sau, nha hoàn đến thông báo lanh lợi đáng yêu, vô cùng dịu dàng. Không rảnh, người đang ném chân trâu xuống hồ hầm hực đáp. Công chúa nói nếu hôm nay phò mã quay về phòng ngủ thì người có một tin tức, đảm bảo sẽ khiến phò mã vui vẻ. Tin tức gì, người đang ném chân trâu xuống hồ lấy làm lạ. Ngày nào nàng cũng ngồi trong nhà, có tin tức mới mẻ gì nàng biết mà bản phò mã không biết chứ? Nhà hoàn nhỏ nhắn dịu dàng rất kiên nhẫn, nàng cười. Trong phủ vừa có một vị khách đến. Người bên hồ bỗng hệt như một con khỉ, y nhảy phát lên. Khách nào? Nhà hoàn kia khúc khích cười. Nghe nói là khách nhân đến từ giang hồ, tiểu nhân không nhận ra. Công chúa đang ngồi uống trà với người đó, không biết phò mã có hứng thú không? Nàng còn chưa nói xong thì phò mã đã lao đến Thính Phong Các như tên bắn. Vị phò mã đang ném chân châu xuống hồ hệt như một con khỉ kia tất nhiên chính là Phương Đa Bệnh. Thính Phong Các, lầu các ngắm cảnh cao nhất trong lương phủ nằm ở chính giữa đầm Thủ Duyệt, được xây dựng trên mặt nước, gió nhẹ hưu hưu thổi, hoa sen khẽ đong đưa, xung quanh tràn ngập một mùi hương thoang thoảng. Vậy nên khi trong phủ có khách nhân quan trọng nào đến thì công chúa đều tiếp kiến ở Thính Phong Các người khách hôm nay đến là ai đây khinh công thân pháp của phương đa bệnh có thể nói là nhất nhì y chỉ nhảy vài ba cái là đã lên được thính phong các trong thính phong các đặt một cây đàn một cái bàn lúc hai người bên trong đang đánh cờ thì có tỷ nữ gảy đàn giúp vui âm thanh nhẹ nhàng khiến không khí vô cùng tao nhã hai người đang đánh cờ một người tóc bối cao cài châm cao ngất đó chính là chiêu linh công chúa một người khác mặt mày đen đúa không đeo một cái quạt đó lại là thi văn tuyệt Phương đa bệnh sững người, chiêu linh công chúa mỉm cười duyên dáng. Lúc ta bảo chàng đánh cờ, đâu có thấy chàng chạy nhanh như thế này. Phương đa bệnh xoa xoa mặt mình, nhìn hai người như có gì suy nghĩ, lại nhìn tỷ nữ đang gảy đàn. Lúc đánh cờ mà còn gảy đàn giúp vui, đúng là lần đầu tiên ta thấy đấy. Chiêu linh công chúa che mặt cười, đôi mắt sáng lấp lánh. Bọn ta tâm trí thanh tính, sao có thể để tiếng đàn tầm thường quấy nhiễu suy nghĩ được. Phương đa bệnh nhún nhún vai. Phải phải phải, người tâm trí hồ đồ như ta lúc đánh cờ không nghe nổi tiếng cầm. Y trừng mắt nhìn Thi Văn Tuyệt, người đến đây làm gì? Thi Văn Tuyệt nhặt một quân cờ trắng, âm trầm nói. Lão tử bấm một quẻ, biết được ngươi ở Kinh Thành làm phò mã tới nỗi sắp điên lên rồi, nên đặc biệt tới đây cứu ngươi đấy. Y trắng trợn nói ra câu làm phò mã tới nỗi sắp điên lên rồi trước mặt chiêu linh công chúa, thế nhưng công chúa cũng không để ý. Nàng vẫn vui vẻ, đôi mắt xinh đẹp liếc qua liếc lại trên mặt phương đa bệnh rồi cười, giống như đang cảm thấy vô cùng thú vị. Lão tử có điên hay không thì có liên quan gì tới ngươi? Phương đa bệnh mỉa mai lại, công chúa dung mạo như hoa, nơi đây vinh hoa phú quý, lão tử dùng đường phèn tổ yến rửa chân, dùng túi đại hồng bào trà lưng, lấy linh chi ngàn năm bổ ra làm củi đốt, không có việc gì thì lấy dạ minh châu làm đạn nghịch chơi ngày tháng trôi qua không biết thoải mái nhường nào. Đại hồng bào là loại trà đứng đầu trong số các loại trà ở núi Vũ Di, cây trà sinh trưởng trong khe cửu long phía bắc núi Vũ Di. Công chúa nghe mà cứ cười khúc khích, thì văn tuyệt liếc xéo y, lạnh lùng nói. Nếu ngươi thực sự thoải mái như thế, vậy ta không làm phiền nữa. Phương đa bệnh không ngờ thi văn tuyệt lại nói ra câu đó, ngẩn người rồi trách móc. Ngươi chạy đến chỗ ta, chỉ là để đánh với thê tử của ta một ván cờ nghe một bài cầm cũ dích đó sao thi văn tuyệt dương hai mắt nhìn trời đúng thế không được à phương đa bệnh nổi giận được cái con khỉ người như ngươi nếu không có việc thì sẽ chỉ lờn vờn trong thanh lâu với sòng bạc thôi phải biết mình là ai chứ nói nhanh lên đã xảy ra chuyện gì rồi thi văn tuyệt cười lạnh không phải ngươi đang sống rất thoải mái ở đây sao ta sợ phò mã ra sống thoải mái quá, mà giang hồ thì hiểm ác, ngộ nhỡ làm tổn thương một sợi tóc của phò mã ra thì ai mà chịu tội cho được. Là tên liên hoa chết tiệt kia xảy ra chuyện phải không? Phương đa bệnh nén giọng xuống, hỏi nhỏ, rồi lại hằn học nói. Ngoài tên liên hoa chết tiệt ấy ra, còn có chuyện gì khiến ngươi chạy đến chỗ ta chứ? Lý liên hoa, thi văn tuyệt trợn hai mắt, lý lâu chủ hào hoa phong nhã, tương lai tươi sáng, vị thần tiên phi phàm ấy làm sao một kẻ phàm nhân như ta có thể mạo phạm được. Hắn tốt tới nỗi không thể tốt hơn, làm gì có xảy ra chuyện chứ. Phương đa bệnh sững người, chẳng hiểu trời trăng gì. Cái gì? Lý liên hoa hào hoa phong nhã. Thần tiên phi phàm, thì văn tuyệt bị lừa đá vào đầu vẫn chưa tỉnh lại à. Lý lâu chủ của ngươi, lâu chủ lầu liên hoa khắc hoa văn cắt tường lý liên hoa kia, chính là môn chủ tứ cố môn tương di thần kiếm lý tương di 12 năm trước đã cùng rơi xuống biển với địch phi thanh. Thì văn tuyệt lạnh lùng nói, người đã biết, chưa, hắn thì có chuyện gì chứ, mặc, dù, y hơi dừng lại, y biết Lý Liên Hoa có vết thương, vết thương ảnh hưởng đến tam tiêu. Nhưng vết thương trên người Lý Liên Hoa lại hoàn toàn không giống với vết thương của Lý Tương Di. Vết thương trên người Lý Liên Hoa, Lý Liên Hoa có lẽ sắp chết rồi vết thương trên người Lý Tương Di, Lý Tương Di mang tuyệt thế võ công, giao du rộng rãi, tung hoành khắp thiên hạ, không gì là không làm được, sao có thể thực sự chết bởi một vết thương tổn thương tam tiêu tầm thường đó chứ? Tất cả lo lắng trong quá khứ, đều chẳng qua chỉ là một trò cười mà thôi. Phương đa bệnh nghe vậy, chớp chớp mắt rồi phá lên cười. Người đập đầu vào đâu vậy hả? Thì văn tuyệt nổi giận, nhảy dựng lên. Người nói cái gì? Phương đa bệnh chỉ ra ngoài cửa sổ. Trời còn chưa tối mà ngươi đã bắt đầu nói mơ rồi sao? Hay là lúc đến đây, ngươi bị vấp ngã trên đường, đầu bị thương rồi hả? Mẹ kiếp, lão tử còn khỏe chán, làm gì có chỗ nào bị thương. Phương đa bệnh nhìn y rất cảm thông, giống y như đang nhìn một kẻ điên. Ta rất muốn tin lời ngươi, đáng tiếc việc đó tuyệt đối không có khả năng, căn bản là không phải vậy. Y ngang nhiên xòe tay ra, đêm hôm qua ngươi bị lăn từ trên giường xuống, hay là ngươi lại bị nữ tử thanh lâu nào đạp từ trên giường xuống thế? Thì văn tuyệt nổi cơn tam bành. Ngươi đi chết cho lão tử. Ngươi đi chết ngay cho lão tử. Y hàn học ném ra một câu. Địch phi thanh tái xuất giang hồ, khiêu khích các môn phái lớn, chỉ e là phương thị nhà ngươi cũng ở trong đó, bảo cha ngươi cẩn thận một chút. Hắn đã nói rằng, ngày 25 tháng 8, ngày tứ cố môn và kim loan minh quyết chiến năm nay, hắn và Lý Tương Di sẽ tái chiến một trận sống mái ở Đông Hải. Hả, Phương Đa Bệnh vẫn không dám tin vào tai mình. Lý Tương Di chưa chết sao? Thực sự chưa chết sao? Chưa chết, thì Văn Tuyệt thản nhiên. Không những không chết, trong thiên hạ cũng chẳng có ai thân thiết với hắn như người đâu. Phương Đa Bệnh lại không nghe vào câu đó, y phấn khởi nói. Ngày 25 tháng 8, bọn họ sẽ tái chiến một trận sống mái bên bờ Đông Hải sao? Trời ơi trời ơi, 12 năm trước lão tử còn chưa xuất đảo, không đến xem náo nhiệt được, bây giờ lại có cơ hội rồi. Lý Tương Di vẫn chưa chết, trời ơi trời ơi, hắn vẫn chưa chết. Y liếc nhìn quần áo của Thi Văn Tuyệt, người thấy Lý Tương Di có bộ dạng như thế nào? Có phải tuấn tu khí khái, thiên hạ đệ nhất không? Kiếm mới của hắn có bộ dạng ra sao? Mười mấy năm nay hắn đi đâu thế? Có luyện được tuyệt chiêu mới nào không? thì Văn Tuyệt thấy tên này nói năng không ra đầu ra đuôi, phấn khởi tới mức vung tay chân loạn xả thì thở dài, đột nhiên cảm thấy y rất đáng thương. Y cũng đáng thương giống mình lúc đó. Đợi đến bờ Đông Hải, tận mắt nhìn thấy trận quyết chiến kinh thiên kia thì tên này. Cũng sẽ hận hắn phải không? Bất quy cốc, Lý Liên Hoa lúc này đang dắt một con ngựa trắng, đi trong vùng núi hoang vắng. Lý Tương Di xuất hiện, giang hồ dậy sóng, những truyền thuyết lần lượt ra đời, Nhất thời sinh ra rất nhiều câu chuyện. Nghe nói hôm qua hắn làm anh hùng cứu mỹ nhân bên hồ Đại Minh, hôm trước thì hành hiệp trượng nghĩa ở sa mạc Tây Vực, trước nữa thì thi triển một môn Tuyệt Thế Thần Công ở đỉnh Tuyết Sơn, làm tan chảy băng tuyết ngàn năm, đất canh tác khô hạn dưới chân núi đột nhiên như nắng hạn gặp mưa rào, tạo phúc cho đất màu một phương, vân vân. Vị tiên nhân Hồ Phong Hoán Vũ, từ Giang Nam đến Tây Vực rồi lại đến Tuyết Sơn trong nháy mắt ấy đang dắt bạch mã đi trong sơn cốc vắng dấu chân người dưới sơn cốc hơi nước nặng nề, chỗ nào cũng đầy những vũng nước tù nước động đến mắt cá chân, đầu đầu cũng đầy ruồi muỗi, sâu bọ rắn rít và nhiều loại bò sát khác. Lý Liên Hoa đi lại vô cùng vất vả, con ngựa thì cứ khịt mũi phì phì, rõ ràng nó cũng đang mất kiên nhẫn. Hắn ra khỏi bách xuyên viện, Lý Tương Di hiện thế, Lý Liên Hoa không thể sống được. Huống chi Lý Tương Di sống lại, tiêu tử khâm làm sao có thể bỏ qua cho hắn được. Vậy nên khi ra khỏi Bách Xuyên Viện, hắn suy nghĩ hết sức cẩn thận xem rốt cuộc phải tránh đến chỗ nào mới được an toàn. Thiên chỉ ở núi Trường Bạch vừa cao vừa xa, bên trong có lẽ cũng chẳng có hoa sen. Vậy nên hắn dắt một con ngựa trắng của Bách Xuyên Viện, chậm rãi đi vào bất quy cốc. Nhưng phàm những nơi núi sông sa mạc thiếu dấu chân người, chắc chắn sẽ có bất quy lộ, bất quy hà, bất quy sơn, bất quy hiệp gì đó, vân vân. Mà bất quy cốc chính là một cái rất rất phổ biến trong đó thế rồi lý liên hoa nhìn thấy ba chữ bất quy cốc ở cửa cốc hắn vui vẻ đi vào mà không cần suy nghĩ gì cả không đường trở lại không sông không núi quay về hiệp là chỗ hai quả núi kẹp dòng sông ở giữa sau khi đi vào hắn lập tức cảm thấy hối hận sơn cốc này không lớn nhưng lại vô cùng hẹp và dài đáy cốc ẩm ướt và lầy lội mọc vô số những loại cỏ nổi có hình thù kỳ quái không khí thì vô cùng ẩm ướt hít thở cực kỳ khó chịu hai bên sơn có cây cối xanh tốt, không có rắn rết, quả bay tứ tung, dưới đất thỉnh thoảng lại xuất hiện xương trắng dập nát, quả thực là ngập tràn không khí bất quy không trở lại. Bộ doanh châu giáp trên người Lý Liên Hoa chưa được bao lâu đã bắn đầy bùn đất, cũng may bộ đồ này đao kiếm không gây tổn thương được, đổi lại là mấy bộ đồ cũ rích bên trong lầu Liên Hoa của hắn thì e là đã sớm biến thành từng mảnh từng mảnh vài vụn rồi. Hắn không cưỡi ngựa mà một tay cầm dây thừng, vất vả bước từng bước về phía trước hắn không cưỡi ngựa là vì hắn không nhìn thấy gì. Những bóng đen trước mắt chầm chậm từ một chùm biến thành hai chùm. Khi hắn đi vào bất quy cốc, những bóng đen đó như tan ra, trở thành ngàn vạn những bóng ma lơ lửng bất định, lúc tụ lại lúc tản đi, biến đổi liên tục làm nhiễu loạn lòng người. Tài lý liên hoa thì bị ù, mắt bị hoa, thể chất và tinh thần cạn kiệt, nên hắn quyết định nhắm mắt lại, nếu không thì cũng chẳng khác gì một tên mù mở mắt, do vậy hắn không dám cưỡi ngựa một là vì hắn không nhìn thấy, nếu là con đường này đi qua một gốc đại thụ, con ngựa thong thả đi qua cành cây thì hắn sẽ không tránh khỏi việc bị ngã khỏi ngựa. Hai là hắn không biết bắt đầu từ bao giờ mình lại hơi sợ độ cao, ngồi ngựa có hơi lảo đảo không vững, vậy nên hắn đành dắt ngựa, để con ngựa to lớn ấy dẫn đường cho mình. Nhưng bị một con súc sinh dẫn đường, mắt thì không thể nhìn, đi trong bất quy cốc kỳ lạ khó đoán, bước lên một bước, xuống một bước đều là nước bẩn, không khí nóng nực không sạch sẽ, Lý Liên Hoa càng đi càng thấy gian nan, dần dần hắn không theo nổi con ngựa, đi được lên một bước thì phải thở đến ba bốn lần. Trong lòng hắn hối hận vô cùng, cứ tiếp tục như thế này thì chưa tìm thấy được chỗ chu thân vẹn toàn, hắn đã tìm thấy một chỗ yên nghỉ toàn vẹn cho mình rồi. Một tiếng quả kêu vang lên. O, 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 bốn phương tám. Hướng đột nhiên có thêm rất nhiều tiếng quả kêu. Lý Liên Hoa mở mắt, chỉ thấy trên đầu cành cây um tùm hắn đã đi đến một nơi bên trên khe núi trong một khu rừng ngước lên nhìn thì thấy quả bay đầy trời cúi xuống dưới thì thấy mặt đất có một cổ thi thể hắn nhận ra đó là một cái xác nữ nơi này cây cối um tùm bạch mã đã không thể đi lên trước nữa chợt nghe thấy tiếng binh đao vang lên ầm ĩ ở trong khu rừng phía trước giống như đang có một trận hỗn chiến hờ hắn nhất thời không biết có nên đến đó xem náo nhiệt không cho dù là đến đó xem nhưng với đôi mắt này của hắn thì e là cũng chẳng nhìn thấy được gì. Đột nhiên những tiếng rắc rắc của cành cây gãy vang lên, một vật từ trên trời rơi xuống, hắn tránh ra sau theo bản năng, chỉ thấy vật đó rơi lên cỗ thi thể nữ vừa rồi đánh rắc một tiếng. Nhìn kỹ lại, đó cũng là một cái xác nữ, hắn ngước lên, chỉ thấy phía trên cái xác đó vừa vặn có một cái lỗ hồng thưa thất cành lá, làm cho thi thể bị ném qua sau khi bị bật vài lần thì rơi xuống trước mặt mình. Bóng đen trước mắt vừa vặn bay qua trong nháy mắt, thi thể nữ dưới đất mặc bộ váy màu xanh lam, trên thân váy thêu một bức tranh thái cực viền hoa, luận về màu sắc của bộ trang phục này thì rất giống quần áo đặc biệt của một môn phái nào đó. Lý Liên Hoa vội vàng nhìn thi thể, còn ngựa lớn lại ghét những nơi nhỏ hẹp, cực kỳ ẩm ướt, nó hí lên một tiếng rồi lách từ trong bụi cây ra ngoài. Ngoài khu rừng có năm sáu cô gái mặc trang phục màu xanh đang đánh nhau với một người. Năm sáu thanh trường kiếm lấp loáng phát sáng, vung tới vung lui, nhưng kiếm khí tung hoành, chiêu thức luân chuyển mà vẫn không dáng xuống được người kia. Ở giữa năm sáu cô gái áo xanh đó có một bóng người màu vàng đang bay tới bay lui, vóc dáng vô cùng ấn tượng, dù là Lý Liên Hoa mắt mũi nhập nhèm nhìn thì cũng biết người đó võ công vượt xa năm sáu cô gái kia. Y muốn thoát thân thì sớm đã chạy lâu rồi, nhưng không biết vì sao lại cứ bay tới bay lui ở giữa bọn họ. Giết tên Cầu Tạc đã làm nhục tam sư muội này đi. Giết hắn báo thù cho thất muội, bát muội. Cầu Tạc. Trong lúc đánh nhau, loáng thoáng vọng đến mấy câu quát tháo, Lý Liên Hoa bỗng hiểu ra. Vị áo vàng ở chính giữa có lẽ đã trêu ghẹo tam sư muội của những nữ hiệp này, kết quả các nàng cầm kiếm đuổi tới nhưng võ công không địch lại được nên y đã giết mất hai người. Nhìn tình hình báo thù này, hiện giờ người áo vàng vẫn chưa xuống tay giết người, nếu không chỉ e là mấy vị nhất muội nhị muội, tứ muội, ngũ muội, lục muội, vân vân muội này sắp phải chờ 20 năm sau các thập nhất muội, thập nhị muội, thập tam muội, vân vân báo thù cho bọn họ rồi. Lý Liên Hoa không nhịn được lại thở dài, nhìn bộ váy một sắc xanh lam theo hình thái cực kia thì rõ ràng đây đều là nữ tử Nga Mi. Đúng vào lúc này, người áo vàng kia đã thấy mất hết kiên nhẫn, gã vung tay đánh xuống đầu một cô gái. Nếu không phải nể tình những nữ tử Nga Mi này trẻ trung xinh đẹp, thân hình ai ai cũng hiểu điều thì gã đã sớm kết liễu từng người một từ lâu rồi. Người này võ công cực kỳ cao cường, một trường đánh xuống thì thiếu nữ mặc y phục xanh tuổi trường 16, 17 kia không khỏi biến thành một đống huyết nhục. Lúc này có con ngựa trắng hí lên một tiếng rồi lao vọt ra từ trong bụi cây vô cùng xanh tốt, nhất muội nhị muội đang bận rộn tranh đấu liền quay đầu lại, chỉ thấy mặc dù con ngựa trắng toàn thân ướt nhẹp cứ như vừa lội nước ra, nhưng lại khỏe mạnh cao lớn, bộ dạng rất xinh đẹp đây rõ ràng là một con ngựa tốt người mặc áo vàng sướng sờ bàn tay đang đánh xuống thiếu nữ mặc y phục xanh hơi khựng lại gã lớn tiếng quát hỏi kẻ nào vậy chợt nghe thấy trong bụi cây có một tiếng ho khẽ một người chậm rãi bước ra mấy thiếu nữ mặc y phục xanh thấy người tới trang phục ướt súng một bộ áo trắng sáng lấp lánh không nhiễm bụi đất mặc dù đi rất chậm chạp nhưng dáng vẻ thanh tao lịch sự lại thấy người đó nho nhã lễ độ so với tên dâm tặc áo vàng trước mắt dĩ nhiên là khí chất hơn nhiều trong lòng bọn họ không khỏi nảy sinh hào cảm với hắn khoan đã nào người áo trắng đó nói hoàng lão tiền bối ngài vẫn khỏe chứ người áo vàng sát khí bừng bừng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người áo trắng ngươi là kẻ nào lý liên hoa mỉm cười không trả lời câu hỏi ngươi là kẻ nào mà chỉ nói võ đăng hoàng thất sư huynh của võ đăng từ hà trưởng môn lão tiền bối gây dựng rất nhiều chiến tích quan trọng trên núi võ đăng năm đó ai ai cũng ngưỡng mộ kính trọng vì sao hôm nay lại trở thành hung đồ vô duyên vô cớ giết hại đệ tử nga mi chứ tên dâm tặc đó chính là võ đăng hoàng thất những thiếu nữ mặc y phục xanh kia sợ hãi đổ mồ hôi lạnh toàn thân có vài người lập tức chạy vào bụi cây tìm thi thể của đồng môn sư muội đệ tử nga mi bị võ đăng hoàng thất giết hại việc này mà lan truyền ra ngoài thì chắc chắn sẽ thành một vụ tai tiếng ngươi là kẻ nào Hoàng thất lớn tiếng hỏi. Thực ra gã đã gặp qua Lý Liên Hoa một lần hồi xảy ra chuyện nhất phẩm phần, có điều lúc đó Lý Liên Hoa đóng giả làm kỹ nữ, tự bôi chết biến mặt mình thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ nên giờ này tất nhiên Hoàng thất không nhận ra được. Lý Liên Hoa vẫn không đáp, hắn lại cười cười. Có lẽ lão tiền bối chạy ra từ chân đỉnh đoạn vân phải không? Hoàng thất hừ một tiếng, gã đích thực đã thoát thân từ vụ hỏa hoạn dưới chân đỉnh đoạn vân ngày đó gã bị hoác bình xuyên dẫn về bách xuyên viện giam vào nhà lao thứ sáu không lâu sau thì được xác lệ tiêu cứu ra sau đó gã vẫn luôn ở trong bang nghiêu long ngư mã lúc này gã đang đi thẳng về võ đang muốn đoạt lại ngôi vị trưởng môn võ đang đi đến nơi này ngẫu nhiên gặp đám đệ tử nga mi đang chuẩn bị đi đến phú giang lâu ở trường giang trong đó gã nhìn chúng ta muội có khuôn mặt dịu dàng cực kỳ giống với tiểu như của gã nên đã nảy sinh tàn niệm tối qua bài cũ soạn lại Gã đã dùng mê hương cưỡng gian nàng. Không ngờ đám đệ tử Nga Mi coi trọng lời dạy của Tôn sư, sáng sớm đã dậy, thấy gã từ trong phòng tam sư muội bước ra, thế là cả đám cùng đuổi theo. Gã cưỡng gian thành công, lại thấy đám nữ tử đó đều trẻ trung xinh đẹp, vốn không định giết người, sau đó chạy vào bất quy cốc mà đám người vẫn đuổi theo không tha. Gã cảm thấy mất kiên nhẫn nên đã giết chết hai người. Nếu người mặc áo trắng kia không xuất hiện, gã đã định giết hết sáu người còn lại. Mà cái người áo trắng đột nhiên xuất hiện kia lại nhận ra mình, việc này khiến gã bỗng nổi sát khí. Ta là ai, từ đâu đến, người chết có cần phải biết không? Hoàng thất cười gằn, một trường đánh thẳng về phía hắn. Lý Liên Hoa né sang bên cạnh, nhỏ nhẹ nói. Các vị nữ hiệp phái Nga Mi, người này võ công cao cường, dây dưa với hắn sẽ bất lợi đó, xin các vị hãy nhanh chóng rời đi một trường của hoàng thất lướt qua bên cạnh khiến tà áo bay bay tư thế vô cùng đẹp mắt vị thiếu hiệp này người ngăn cản tên ma đầu kia cho tìm muội chúng ta chúng ta làm sao có thể rời khỏi đây được trong các thiếu nữ có người bột miệng nói ngay sau đó mặt mày đỏ lựng tuyệt đối không được lý liên hoa gật đầu không nói thêm nữa hoàng thất đánh một trường không trúng chân vẽ hình bát quái người đi tựa du long đây chính là tuyệt học võ đang bát quái du long tay áo gã nổi gió, đó là võ đang ngũ trọng kình, song thức hợp nhất, gã muốn giết Lý Liên Hoa dưới trường này. Một tiếng rít khẽ vang lên. Các đệ tử Nga Mi nhìn thấy uy thế của Hoàng Thất thì trái tim như treo lơ lửng trên không, bỗng thấy một vệt sáng lóe lên, giống như trong khoảng không đột nhiên có tơ nhện vút qua, trên cổ Hoàng Thất chợt xuất hiện một vệt máu tươi, trưởng đòn vẫn chưa đánh ra thì gã đã sợ hãi ngừng lại. Trước mặt bao người, chỉ thấy một thanh nguyễn kiếm cực mỏng cực dài đã quấn quanh cổ hoàng thất. rốt cuộc vì sao thanh kiếm này có thấy nhanh như vậy? thực sự là nhanh tới mức không ai nhìn thấy dấu vết, đúng là không thể tưởng tượng được. hoàng thất liếc nhìn người áo trắng, chỉ thấy tay trái hắn cầm kiếm, lúc này mới hiểu ra, gã cười lạnh. thì ra ngươi dùng kiếm tay trái. gã không biết lý liên hoa sớm đã nhìn qua võ công của mình, lại thêm tay trái cầm kiếm đánh bất ngờ mới có thể một chiêu khống chế kẻ địch. Lý Liên Hoa chỉ cười cười, hoàng thất ẩn cư quá lâu nên đã bỏ lỡ thời kỳ Lý Tương Di nổi danh, không nhận ra Văn Cảnh. Kiếm Văn Cảnh quấn quanh cổ hoàng thất, chỉ cần cổ tay Lý Liên Hoa động nhẹ là đầu của hoàng thất sẽ lìa cổ. Lý Liên Hoa đứng yên, thiếu nữ mặc y phục xanh vừa rồi lên tiếng vội vàng chạy qua, điểm huyệt đạo của hoàng thất rồi dùng dây thường trói chặt gã lại. Mấy người hợp sức đặt hoàng thất lên bạch mã rồi mới thở phào được mấy vị cô nương nghĩ đến cái chết của những tìm muội đồng môn thì lại khóc lóc inh ỏi sau một lúc lâu mới có người nhỏ nhẹ nói với lý liên hoa vị thiếu hiệp chúng ta có hẹn với người ta đành định đi đến phủ giang lâu tên ma đầu này võ công cao cường tìm muội bọn ta dọc đường e là khó có thể khống chế được không biết thiếu hiệp có thể người nói chuyện hai má ửng hồng có thể tiễn chúng ta một đoạn được không lý liên hoa đứng nguyên tại chỗ bất động sau một lúc lâu mới mỉm cười gật đầu Thiếu nữ mặc y phục xanh hài lòng phấn khởi, ai nấy đều nhìn nhau ngượng ngùng mà không biết rằng vị công tử áo trắng này hiện tại chỉ muốn đứng ở chỗ cố thêm một lúc nữa. Những giai thoại kiểu anh hùng cứu mỹ nhân thực sự đã không còn phù hợp với hắn nữa rồi. Hắn chỉ muốn thoải mái nghỉ xả hơi thôi. Phá kiếm. Lý Liên Hoa và những thiếu nữ mặc y phục xanh của phái Nga Mi đồng hành hai ngày, cuối cùng cũng đến bờ Trường Giang, phủ Giang Lâu. Dọc đường đi, trời chưa sáng các thiếu nữ Nga Mi đã rời giường, thiếu hiệp phong độ người người như hắn tất nhiên không thể dậy muộn hơn đám nữ hiệp được. Thế nên hai ngày nay canh tư hắn đã phải dậy, mà đã là thiếu hiệp thì không thể không trừ bảo dục yếu, hắn phải sắp xếp chỗ nghỉ, hành trang, vận chuyển quan tài của thất muội bát muội rồi cho ngựa ăn, đánh xe, dắt ngựa. Vậy cho nên hoàng thất hoàng lão tiền bối nặng đến 150, 60 cân cũng phải do đích thân vị thiếu hiệp ở lời hy xử lý đơn vị đo lường Trung Quốc bằng 0,5 kg, ở đây là khoảng 80 kg. Hai ngày, 48 canh giờ, giống như đã qua ngàn năm vạn năm, khó khăn lắm Lý Liên Hoa mới đưa các hiệp nữ đến dưới phủ giang lâu kia, hắn thở dài một hơi. Nữ nhân ấy mà, khi họ không phải thê tử của mình, nam nhân có tu dưỡng tốt đến mức nào thì lòng kiên nhẫn cũng rất có hạn. Phủ Giang Lâu là một nơi ngắm cảnh cao ba tầng ở bên cạnh Trường Giang, được xây dựng trên một tảng đá cực lớn cạnh sông. Bước lên lầu cao nhìn xuống dòng sông nước xanh như ngọc, mình mông cuồn cuộn, nhìn ra phía xa xa núi non chập trùng, uốn lượn tựa những con rồng, trong lòng bỗng thấy thanh bình. Lý Liên Hoa và các nữ hiệp Nga Mi vừa đi tới gần phủ Giang Lâu thì thấy một cỗ xe ngựa cũng tiến về phía đó, vó ngựa đi không vội vã mà rất vững vàng, làn gió nhẹ thổi tới thể hiện rõ phong thái tao nhã của chủ nhân. Người ngồi trong xe ngựa tuyệt đối không phải người bình thường. Tiêu môn chủ, thiếu nữ mặc y phục xanh bên cạnh vui mừng kêu lên. Tiêu môn chủ quả nhiên là người đáng tin cậy, sớm như vậy mà đã đến rồi. Tiêu, môn chủ. Lý Liên Hoa thở dài, chỉ thấy có hai người bước xuống trên cỗ xe ngựa vừa đến, một người mặc cầm bào dung mạo tuấn tú, đó chính là Tiêu Tử Khâm, một người khác yếu điệu dịu dàng, nho nhã thoát tục, chẳng phải kiều huyền văn đó sao. Tiêu Tử Khâm liếc nhìn thiếu nữ mặc y phục xanh, không nói không rằng, chỉ bước nhanh qua đó thản nhiên nói ngươi vẫn khỏe chứ kiều uyển văn thấy hắn và các nữ hiệp nga mi đi chung thì rất kinh ngạc nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng dịu dàng nàng chỉ mỉm cười với hắn lý liên hoa liếc nhìn kiều uyển văn không nhịn được lại thở dài ngươi vẫn khỏe chứ tiêu tử khâm cười nhạt ta nghe nói gần đây ngươi rất nổi danh lý liên hoa vốn định xua tay theo thói quen nhưng các nữ hiệp nga mi vẫn ở bên cạnh hắn xô tay nhiều quá thì e là không ổn nhất thời không nghĩ ra nên giải thích thế nào chỉ đành nói nhờ phúc tiêu tử khâm nói ta có chuyện cần nói với vị thiếu hiệp này làm phiền các vị bên cạnh y lập tức tránh ra một vòng tròn các thiếu nữ mặc y phục xanh đều nhìn y kinh sợ lý liên hoa đành quay người đi theo y lên tầng ba phủ giang lâu phía ngoài lan can phủ giang lâu nước sông trong veo như ngọc qua cả ngàn năm vạn năm mà vẫn như vậy Ta đã nói rồi, chỉ cần ngươi gặp lại Uyển Vân, ta sẽ giết ngươi." Tiêu tử Khâm lạnh lùng nói, giọng điệu không hề có ý đùa vui. "Lời của ta, tuyệt đối không thu lại. Ta chẳng qua chỉ làm mã phu cho các hiệp nữ nga mi thôi mà." Lý Liên Hoa than thở, "Ta quả thực không biết bọn họ hẹn gặp ngươi ở phủ Giang Lâu." Hắn nhìn khung cảnh sông núi trải rộng, bất tri bất giác đứng bên cạnh lan can, nặng nề thở dài. "Tiêu tử Khâm chậm rãi nói, rút vãn cảnh của ngươi ra đi lý liên hoa chỉ thở dài hắn cũng không rút kiếm lúc hắn không rút kiếm tiêu tử khâm thực sự không biết thanh nguyễn kiếm vãn cảnh được đặt ở chỗ nào tay y cầm phá quân một kiếm đâm đến ngực lý liên hoa tay áo trái của lý liên hoa khẽ động chỉ thấy một ánh sáng lóe lên như tơ nhện một thanh nguyễn kiếm cực mỏng cực dài khẽ kêu lên tinh một tiếng trong nháy mắt quấn lên thân kiếm của tiêu tử khâm tử khâm ta không phải đối thủ của ngươi. Ngươi không phải đối thủ của ta mà còn dám động thủ với ta sao? Tiêu tử khâm lạnh lùng, ta không muốn tự tay giết ngươi. Y hơi khựng lại rồi quả quyết, từ cố môn không cần đến hai môn chủ, ngươi tự kết thúc đi. Lý Liên Hoa cười khổ. Ta, ngươi đã nói sẽ không quay lại lần nữa, ngươi đã nói ngươi sẽ không gặp lại Uyển Vân nữa. Tiêu tử khâm lạnh lùng nói những lời nói ở lần đại náo bách xuyên viện trên núi thanh nguyên lấy tên lý tương di nổi danh thiên hạ là đang khiêu khích với ta phải không hôm nay thiên hạ chỉ nghe theo ngươi ngươi nói ngươi không có ý định quay lại không có ý gì với giang hồ không có ý gì với uyển văn ai có thể tin ngươi chứ lý liên hoa nghẹn lời sau một lúc cuối cùng hắn lại thở dài ta tự kết thúc nếu ngươi giết ta đúng là không tiện hắn đưa tay trái lên thu lại vãn cảnh ngẫm nghĩ một lúc rồi cổ tay khẽ giật, chợt nghe một tiếng tách giòn giã vang lên, ánh sáng tản ra xung quanh, rơi xuống đất kêu tinh tang. Tiêu tử khâm chấn động, sát khí còn chưa tiêu tan, trong lòng đã xuất hiện sự kích động không nói nên lời khiến mặt y trắng nhợt. Sàn nhà ngập ánh sáng, dọi những tia nắng lấp lánh giống như không bao giờ tắt. Thanh vãn cảnh uy chấn giang hồ 12 năm, thiên hạ đệ nhất nguyễn kiếm. Vãn cảnh kiêu ngạo từng cắt tóc cắt vàng xén ngọc. Vãn Cảnh mười mấy năm nay hắn chưa từng rời thân, cứ như vậy bị nát vụn, biến thành một đống phế thải. Lý Liên Hoa cầm chuôi kiếm Vãn Cảnh, nhẹ nhàng đặt nó xuống đất, trong lòng đột nhiên xuất hiện một câu nói. Hắn nhớ ai đó từng nói rằng, có vài người vứt kiếm như cho, có một số lại cả đời không phụ. Niềm tin của con người luôn có chỗ khác nhau. Trí nhớ của hắn gần đây không được tốt lắm, nhưng câu nói này thì hắn nhớ rất rõ. Có lẽ vĩnh viễn không thể quên được ngươi tiêu tử khâm biến sắc y định nói ngươi làm gì vậy rồi lại định nói ngươi cần gì phải như vậy nhưng nhưng y muốn giết người kia y muốn hắn tự sát hắn lại làm gãy kiếm việc này việc này có gì không đúng thì phải lý liên hoa đặt chuôi kiếm xuống đứng dậy trong nháy mắt không biết vì sao tiêu tử khâm lại chăm chú nhìn thái độ của hắn đáng tiếc trên mặt lý liên hoa không có quá nhiều cảm xúc hắn nói tử khâm à người sắp chết thì lời nói của hắn luôn thật lòng không biết ngươi có muốn nghe một câu của ta không tiêu tử khâm nắm chặt phá quân kiếm lý liên hoa tình nguyện chịu chết y thực sự không thể tin được hắn tự làm gãy vãn cảnh việc này khiến y nhìn mà thấy kinh hãi lời gì nếu uyển văn yêu ta thì nàng ấy sẽ không gả cho ngươi lý liên hoa nhẹ nhàng nói ngươi phải tin nàng cũng phải tin bản thân mình hắn nhìn tiêu tử khâm Giữa phu thê không tin tưởng, cũng chính là phản bội." Tiêu Tử Khâm lớn tiếng nói, "Chuyện của phu thê chúng ta, không phiền ngươi nhọc công." Lý Liên Hoa gật đầu, đi một bước đến cạnh lan can, hắn nhìn rồi quay đầu lại, đột nhiên nghe răng cười. "Sau này đừng làm những chuyện như thế này nữa." Tiêu Tử Khâm sững người, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy Lý Liên Hoa tung mình lao thẳng xuống dòng sông, tốc độ nhanh như trước khiến y không kịp ngăn cản. Hắn đang làm gì vậy? Định nhảy sông chết sao? Nhưng mà, trong nháy mắt Tiêu Tử Khâm bỗng có chút mơ hồ, y vẫn nhớ Lý Tương Di bơi lội rất giỏi, năm đó rơi xuống biển vẫn không chết, giờ rơi xuống dòng sông thì sao mà chết được cơ chứ? Nghĩ đến việc đó, y lại thở phào, đột nhiên nhìn thấy Lý Liên Hoa tung mình lướt sang ngang bay nghiêng mấy trượng rồi hạ xuống một con thuyền đánh cá, từ xa quay người lại cười với y. Tiêu Tử Khâm bỗng hiểu ra, Lý Liên Hoa tự biết mình không phải đối thủ nên đã làm gãy vãn cảnh, cam tâm chịu chết đều là để hạ thấp cảnh giác của y, sau đó đợi khi trên sông có thuyền đánh cá đi qua thì bay xuống thoát thân. Một ngọn lửa giận không sao giải thích được bỗng dâng lên trong lòng. Y thực sự không giận chuyện Lý Liên Hoa không chết, thứ khiến y bừng bừng lửa giận là vãn cảnh dưới đất kia. Vãn cảnh Thanh kiếm vãn cảnh này đi theo Lý Tương Di nhiều năm, đã từng chém biết bao tên yêu ma tả ác, đã từng cứu biết bao tính mạng. Vậy mà hắn lại phá nát thanh kiếm ấy. Không phải là hắn có bản lĩnh bỏ trốn đó sao? Không phải hắn sớm đã lên kế hoạch nhảy sông đó sao? Vậy vì sao hắn còn phá nát thanh kiếm này chứ? Nếu như không muốn chết vì sao phải phá nát kiếm? Thanh kiếm này đối với hắn mà nói, không có giá trị chút nào sao? Tiêu tử khâm bừng bừng nổi giận, sát khí bốc lên tận trời, tên này quả nhiên không thể không giết. Y chắc chắn phải giết hắn. Lý Liên Hoa đáp lên một con thuyền đánh cá. Ngư phu vốn đang giăng lưới, đột nhiên có người từ trên trời giáng xuống giống như thiên binh, sợ tới nỗi suýt ngã xuống sông, thét lên. "Quỷ, có quỷ kìa." Người hạ xuống thuyền đánh cá thở dài. "Ban ngày ban mặt thế này thì quỷ ở đâu ra chứ?" Ngư phu quay đầu lại, thấy vị thiên binh ấy mặc y phục trắng, tướng mạo nhìn không xấu xa thì mới yên tâm đôi chút nhưng vẫn nói. Ngươi, 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 ngươi. Lý Liên Hoa ngồi xuống, thấy ngư phu thu hoạch được không nhiều, trên thuyền chỉ vòn vẹn có mấy con cá nhỏ vẫn đang dẫy đành đạch ở đáy thuyền, hắn bất giác mỉm cười. Thuyền ra, ta và ngươi thương lượng một chút được không? Ngư phu kia thận trọng nhìn hắn, ngẫm nghĩ một lúc rồi mới cẩn thận hỏi. Chuyện gì vậy? Gã lại bổ sung thêm một câu. À, ta không có tiền đâu, nếu ngươi muốn những con cá đó thì cứ lấy đi." Lý Liên Hoa cười, hắn lấy từ trong người ra một tờ giấy. "Ta muốn mua con thuyền này của ngươi." "Thuyền? Thuyền này không bán đâu." Lý Liên Hoa mở tờ giấy ra. "Đây là ngân phiếu 50 lượng." "Ngân phiếu?" Ngư Phu nghi ngờ nhìn tờ giấy kia. "Ngân phiếu? Thứ đó y đã nghe nói đến rồi nhưng chưa nhìn thấy bao giờ, làm sao biết được thật đâu giả đâu chứ?" lý liên hoa nghĩ ngợi rồi lại lấy từ trong người ra hai lượng bạc vụn ngân phiếu năm mươi lượng cộng thêm hai lượng bạc vụn hắn vỗ lên người cực kỳ nghiêm túc nói ta mua con thuyền này người giúp ta gửi một phong thư nữa một phân tiền ta cũng không còn chỉ có nhiều đây thôi hai lượng bạc ngư phu mừng rỡ con thuyền này của gã đáng giá không tới hai lượng bạc gã vội vàng cất ngân phiếu và bạc đi được được bán luôn bán luôn không biết khách quan ngài muốn đi đâu. Ta có thể đưa ngài đi. Lý Liên Hoa cười cười, hắn lấy từ trong người ra một phong thư, nói mềm mỏng và cực kỳ kiên nhẫn. Ngân phiếu kia có thể đến cửa hàng bạc uông thị trong thành đổi lấy bạc, phong thư này ngươi giúp ta gửi đến. Hắn ngừng lại một lát, vốn định nói là gửi đến phân đà của Bách Xuyên Viện, nhưng chỉ e ngư phu này không biết phân đà của Bách Xuyên Viện là cái quái gì nên đành nói. Gửi đến bất kỳ tiểu lâu, trà quán hay tiệm bạc nào của Phương Thị là được. À, ngư phu cất thư đi, y không xem trọng tấm ngân phiếu kia mấy mà chỉ có hứng thú với hai lượng bạc. Lý Liên Hoa chỉ sang bờ bên kia. Người lên bờ trước đi, con thuyền này là của ta rồi. Khách quan người định đi đâu thế? Ta có thể đưa ngài đi trước rồi đợi người của ngài đến nhận thuyền. Ngư phu này rất chất phác thật thà, sau khi nhận tiền vẫn tính toán giúp Lý Liên Hoa. Ta không biết đi đâu hết. Lý Liên Hoa mỉm cười. Ta cũng biết chèo thuyền mà. Thật sao? Ngư phu lắc lư mái chèo, chậm chậm chèo thuyền hướng về bờ. Thấy ngài dáng vẻ thư sinh yếu ớt, không nhìn ra ngài cũng biết chèo thuyền đấy. À, ta cũng là ngư phu, cũng từng bán cá rồi mà. Hả, chỗ ngài cá chép bán được bao nhiêu tiền một cân thế? Dạo này cá chép đắt lắm, nhưng ta làm thế nào cũng không bắt nổi một con. À à con thuyền gỗ đơn sơ mỏng manh chầm chậm cập bờ, ngư phu nhảy xuống thuyền, cầm ngân phiếu 50 lượng và hai lượng bạc vụn vẫy tay với Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa tay trái lắc lư mái chèo, chậm rãi chèo thuyền về giữa dòng sông, để mặc nó trôi theo dòng. Nơi đây là Hạ Du Trường Giang, nhìn dòng nước này thì chưa đến một ngày một đêm là có thể ra biển rồi. Lý Liên Hoa phóng sinh hết ca dưới đáy, hắn ôm gối ngồi trên thuyền, nhìn nước sông cuồn cuộn trước mắt. Hắn đang nhìn nếu núi non có bảy phần thì trong mắt hắn chỉ còn lại một hai phần nhưng hắn vẫn đang nhìn hai bên núi xanh được mây bao phủ màu xanh ngăn ngắt ấy mang theo vẻ ảm đạm nó khiến người ta cảm thấy lạnh hắn ngồi trên thuyền làn sương mù âm u lạnh lẽo kia từ trên sông bốc lên dần dần bao phủ cả con thuyền vừa ngấm lạnh lại vừa băng giá nhìn từ xa xa giống như con thuyền nhỏ đang ra khỏi biển mây thực sự rất tao nhã lý liên hoa cười cười hắn khẽ ho một tiếng rồi nôn ra một ngụm máu. Hắn cực kỳ cẩn thận lấy khăn tay lau đi. Kế đó, hắn lại nôn ra một ngụm máu nữa. Lời hẹn Đông Hải. Địch Phi Thanh đã liên tiếp động thủ với các đại bang phái. Ngoài thiếu lâm pháp không phương trưởng kiên quyết không động thủ, võ đang từ hà đạo trưởng bế quan đã lâu mà vẫn chưa xuất quan, y gần như là thiên hạ vô địch. Ngày 25 tháng 8 Cách ngày chìm xuống biển Nam đó gần 13 năm. Địch Phi thanh đến bờ Đông Hải từ rất sớm, đây là một thôn nhỏ có tên Vân Thố, trong thôn lớn nhỏ đều mang họ Vân. Bãi biển ngoài thôn Vân Thố rất sạch sẽ, biển xanh cát trắng, bầu trời xanh trong không gợn mây. Giống như sắc trời năm đó. Bên cạnh bãi biển đó, có một tảng đá ngầm cực lớn tên gọi là Hoán Nhật. Không biết từ năm nào tháng nào ngày nào, ai đó đã khắc lên những nét chữ vô cùng phóng khoáng lên đó, bây giờ, sâu bên trong những vết khắc đó có những con ốc biển cực nhỏ cũng không hề ảnh hưởng đến những nét chữ cứng cắp kia. Địch Phi Thanh đứng trên tảng đá ngầm hoán nhật, y mặc y phục màu xanh giống như năm đó. Thực ra y có thể giết Lý Liên Hoa rất dễ dàng, nhưng thứ y muốn chiến thắng không phải Lý Liên Hoa đó, mà là chiêu kiếm của Lý Tương Di kia. 13 năm trước, y đọ trưởng toàn thắng Lý Tương Di là vì toàn thân Lý Tương Di bị trúng kịch độc. Nhưng cho dù Lý Tương Di trúng kịch độc thì hắn vẫn có thể một kiếm đánh địch phi. Thanh trọng thương, một chiêu minh nguyệt trầm Tây Hải kia, cùng với 10 năm nằm giường bệnh sau đó, đời này kiếp này, y khắc cốt ghi tâm. Trăng chìm xuống biển Tây. Hôm nay, y cảm thấy mình thậm chí chỉ cần dùng 5 phần chân lực là đã giết được Lý Tương Di rồi. Nhưng y không muốn giết hắn trước khi phá được minh nguyệt trầm Tây Hải. Huống chi tên đó thông minh xảo trá, 13 năm nay, có lẽ vẫn còn chiêu mới còn cao cường hơn cả minh nguyệt trầm Tây Hải. Địch Phi Thanh đứng trên tảng hoán nhật, trong lòng thoáng mong chờ. Phía sau tảng hoán nhật, có hơn trăm người cao cao thấp thấp đang đứng, những đầu lĩnh lớn của tứ cố môn đã đến, Kiều Uyển Văn cũng nằm trong số đó. Rất nhiều đệ tử trẻ tuổi phái Nga mi có mặt, ba vị trưởng lão cái bang cũng tới, võ đang có lục kiếm trì, thậm chí có không ít tiểu hòa thượng thiếu lâm tự cũng đến. Trong đám người kỳ lạ muôn hình muôn vẻ ấy, có một cổ kiệu hoàng kim lớn tới nỗi khiến người ta phải dương mắt nhìn chân chân chỉ thấy bốn phía xung quanh cô kiệu đó là lụa vàng có theo hình phượng, bốn kiệu phu mặc dù ăn mặc đơn giản nhưng mũi thì hách lên trời, mặt không thể hiện cảm xúc, vừa nhìn đã biết là cao thủ đâu đó đóng giả rồi. Người ngồi trong kiệu tất nhiên chính là Phương Đa Bệnh, Phương Đại Công Tử và Chiêu Linh Công Chúa. Ngoài kiệu còn có một thư sinh mặt đen không biểu cảm. Nhìn cô kiệu đó kỳ quái như vậy, người trong võ lâm đều tránh ra thật xa, ai nấy bàn tán xôn xao. Phương đa bệnh thực ra chẳng muốn ngồi kiệu đến đây chút nào. Y định để thê tử lại rồi treo tường đi, sau đó tiêu giao tự tại khoảng nửa năm. Nhưng không ngờ nương tử lại là tri âm của Y, trong lòng biết tổng phu quân muốn bỏ chạy nên đã vui vẻ chuẩn bị một cỗ xe kiệu lớn, thu xếp tất cả xong thì cùng dắt tay phu quân đi. Cùng đến với đôi phu thê ân ái này còn có cả Dương Vân Xuân. Y tò mò đã lâu về truyền thuyết của Lý Tương Di và Địch Phi Thanh, gần như đã nghe câu chuyện của hai người họ mà lớn lên phàm là người luyện võ thì có ai mà không hiếu kỳ chứ nhìn thấy địch phi thanh đứng trên tảng đá ngầm hoán nhật hình ảnh hào hùng đó đúng là khiến y đại khai nhãn giới dương vân xuân âm thầm tán thưởng người trên giang hồ quả nhiên hoàn toàn khác với quan trường nhưng địch phi thanh đã đứng trên tảng đá ấy hai canh giờ giờ đã là giờ sửu mà chẳng ai nhìn thấy bóng dáng lý tương di đâu người xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao thầm thì xì xào kỳ hán vật cao mày lại tiêu tử khâm cũng nhíu chặt hàng mày bạch sang tuần bắt đầu nhỏ giọng dặn dò người xung quanh vài việc kiều uyển văn bất chi bất giác đã tỏ vẻ lo lắng phương đa bệnh ló đầu ra từ trong kiểu sao lâu như vậy mà chưa thấy người tới nhỉ lý tương di sẽ không lỡ hẹn chứ Triều linh công chúa nhỏ giọng nói chuyện lớn như vậy nếu đã là nhân vật tuyệt thế trích tiên thì làm sao có thể thất hẹn được không lẽ gặp phải chuyện gì rồi địch phi thanh đứng trên tảng đá, tâm trí thư thái. Lý tương di thông minh rào hoạt lắm, hắn chậm trễ không đến, có lẽ lại là cái nhiễu loạn lòng người mà thôi. Lúc này một con ngựa lớn từ xa phi tới, có người lớn tiếng hô hoán thấu trời. Thiếu gia, thiếu gia, đại thiếu gia. À, phương đa bệnh nhảy xuống từ trong kiệu, nhíu mày hỏi. Có chuyện gì? Vào giờ khác quan trọng như thế này, phương thị lại phái người đến hô hào ầm ĩ phá rối đúng là mất hết thể diện sai vật cười khoái mã đến sắp đứt hơi mặt mày nhợt nhạt giơ cao một phong thư thiếu ra thiếu ra đây là một phong thư phương đa bệnh bực bội nói bản công tử đương nhiên biết đó là một phong thư rồi đưa đây sai vật đưa bức thư bị vào nhàu nghĩ đến sắc mặt càng thêm nhợt nhạt hoảng hốt lo sợ đây là thư của lý tương di Thư gì mà phải đưa đến vào lúc này, chuyện của Phương thị từ bao giờ lại tới phiên lão tử làm chủ vậy? Phương Đa bệnh bừng lửa giận, hai chữ lão tử buột mồm nói ra, y đột nhiên sững người. Thư của Lý Tương Di? Lý Tương Di không gửi đến cho Tư Cố Môn, gửi đến cho ta làm gì? Y vốn giống hỏng lên quát tháo, đột nhiên nói ra câu này khiến mọi người xôn xao nhìn sang, nhất thời vây lại xung quanh sai vật kia. Thư của Lý Tương Di? sao Lý Tương Di lại gửi thư đến cho Phương Thị? Vì sao hắn không đến? Phương đa bệnh kinh hoàng sợ hãi mở phong thư ra, ngón tay y run lập cập, đó là một tờ giấy bạch tuyên rất bình thường, trên giấy là nét chữ rất đổi quen thuộc. Trên đó viết, trận chiến 13 năm trước ở Đông Hải, Lý Mỗ có được binh khí lợi hại, nhờ xác tàu chìm mà vẫn không thắng được quân. Quân võ dũng đời này hiếm có, ta thật lòng khâm phục. Chuyện này xảy ra đã lâu, ta bệnh nặng kéo dài không gượng dậy được, kiếm gãy người vong, không thể tới chỗ hẹn Đông Hải được nữa, lòng đầy tiếc nuối. Cách gọi đàn ông thời cổ đại. Phương Đa bệnh trừng mắt nhìn nét chữ quen thuộc kia, đọc mấy câu mà toàn thân đã ngấm lạnh, chỉ thấy trên thư có viết. Giang Sơn nhiều năm đã biến hóa muôn vàng, đi rồi lại đi, đến rồi lại đến. nay từ cố môn tiêu tử khâm đã khổ luyện bao năm, không hề thua kém, minh nguyệt trầm Tây Hải, Nay quân không có ý tranh giành nhưng lại mong đăng đỉnh Lý mỗ đã đi rồi Nếu quân thấy bất bình thì có thể mời tiêu môn chủ thay thế Đứng đầu, trên tài mọi người Phương đa bệnh mặt mày tái nhợt Nhìn câu cuối cùng trên tờ giấy Lý tương di viết ngày 13 tháng 7 Trên thư nói gì vậy Kỳ hán Phật và tiêu tử khâm cùng nhau đi đến Mọi người đều nhường đường nhưng ai cũng ngó đầu vào xem Phương đa bệnh gian nan nuốt nước miếng vừa mở miệng, giọng nói đã khàn khàn. Hắn nói, trong mắt tiêu tử khâm bừng bừng ánh lửa, y túm lấy ngực áo phương đa bệnh. Hắn nói gì? Y cực kỳ tức giận, Lý Tương Di dám thất hẹn trốn tránh trận chiến. Tên tiểu nhân vô liêm sỉ này đã làm ném sạch thể diện của tứ cố môn lên tận 9 tầng mây rồi. Lần sau nếu hắn xuất hiện, cho dù địch phi thanh không giết thì y cũng sẽ động thủ giết người. Hắn nói, hắn nói. Phương đa bệnh hoang mang nhìn tiêu tử khâm. Hắn nói hắn đã chết rồi, không đến được, mong ngươi. Mong ngươi thay hắn ra trận. Kỳ hán Phật bột miệng nói. Cái gì? Sau đó cướp lấy bức thư. Tiêu tử khâm sững người, chớp chớp mắt. Cái gì? Hắn nói hắn đã chết rồi, vì thế không đến được, hắn thấy rất tiếc. Phương đa bệnh lầm bẩm nói. Hắn nói, hắn nói kiếm pháp của ngươi cao cường, lợi hại hơn cả hắn, vậy nên mong ngươi thay hắn ra trận ngọn lửa giận trong lòng tiêu tử khâm trong nháy mắt ngút lên tận chân trời cái gì mà hắn đã chết chứ cái gì mà ta thay hắn ra trận chứ y lớn tiếng quát đây là chiến ước của hắn mà là vị trí của hắn mà vì sao ta phải thay hắn chứ hắn nói phương đa bệnh hoang mang bởi vì ngươi là môn chủ của tứ cố môn y chậm rãi nói địch phi thanh đến là để tỉ thí với môn chủ tứ cố môn, không phải sao? Tiêu tử khâm ngỡ ngàng khựng lại. Vì sao hắn không tới? Hắn tới rồi, ta. Y ngừng lại, hắn tới rồi, ta sẽ. Trả lại cho hắn ngôi vị môn chủ tứ cố môn. Trả lại cho hắn. Y cũng không biết vì sao mình lại nói ra lời này, mà còn nói tự nhiên trơn tru đến thế, giống như sớm đã nghĩ qua chuyện đó ngàn vạn lần trong lòng vậy. Phương đa bệnh lắc đầu, hắn nói hắn kiếm gãy người vong. Đã, y khẽ nói, chết rồi. Nói xong y không thèm nhìn tiêu tử khâm nữa mà loạn trọn đi về phía kiệu lớn. Triều Linh công chúa nhìn y đầy quan tâm. Sao vậy? Phương đa bệnh ngẩn ngơ đứng bên cạnh cỗ kiệu, dường như qua rất rất lâu, y mới mấp máy môi. Ngươi nói, tên liên hoa chết tiệt kia không phải là Lý Tương Di phải không? thì Văn Tuyệt đứng bên cạnh Kiệu thấy y đọc xong thư thì đột nhiên như kẻ ngốc thì hừ một tiếng. Hừm, lão tử đã sớm nói với ngươi rồi, Lý Liên Hoa chính là Lý Tương Di, Lý Tương Di chính là Lý Liên Hoa, là ngươi không chịu tin thôi. Sao thế? Hắn gửi thư cho ngươi hả? Ngươi tin chưa? Ha 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 ha, hắn lừa ta và ngươi bao nhiêu năm, đúng là rất thú vị. Phương Đa Bệnh lắc đầu. Ngươi nói tên liên hoa chết tiệt kia không phải là lý tương di thi văn tuyệt ngẩn ra sao thế phương đa bệnh ngước đầu lên hắn viết thư gửi địch phi thanh hắn nói hắn đã chết rồi vậy nên hôm nay mong tiêu tử khâm lên đài tỷ võ thi văn tuyệt nhìn phương đa bệnh giống như trong nháy mắt phương đa bệnh đã biến thành một tảng đá hay là một con quái thú vậy phương đa bệnh hoang mang nhìn thi văn tuyệt vì sao hắn lại gửi thư cho ta nếu hắn không gửi thư cho ta có phải tốt không nếu hắn không gửi thư ta sẽ vĩnh viễn không biết thì văn tuyệt thần thờ nhìn phương đa bệnh xung quanh có rất nhiều người nhưng trong mắt y đều đã biến thành những tảng đá lý tương di đã chết rồi sao tên lừa đảo đó chết rồi sao lại chết được chứ hắn không phải lý tương di đó sao lý tương di hẳn là sẽ vĩnh viễn không chết chứ chẳng lẽ thực sự là vì những vết thương kia, thi văn tuyệt lầm bẩm Trời ơi, ta rõ ràng đã biết, nhưng, lại tự bỏ đi, ôi trời. Phương đa bệnh quay người lại, đột nhiên túm lấy y, gào rú nhấc y lên. Người đã biết chuyện gì? Thi văn tuyệt nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Trên người tên lừa đảo bị thương, vết thương cũ rất nặng. Rất có thể là vết thương đã lưu lại sau khi rơi xuống biển. Năm đó phương đa bệnh ngần ra hồi lâu vốn y định tiếp tục gào thét nhưng lại buông thõng tay ném thi văn tuyệt xuống thôi đi y lẩm bẩm bỏ đi bỏ đi y ngước đầu nhìn biển trời trong xanh lão tử và hắn quen biết đã nhiều năm ăn uống tiểu tiện cùng nhau mà còn chẳng biết cái tóc khô gì đó sao hắn thực sự đã chết rồi sao thi văn tuyệt bò dậy không chừng là hắn nói dối để không phải đến tỷ võ hắn có thể nói dối luôn miệng phương đa bệnh ngẩn người nhìn trời xanh lắc đầu hắn không nói dối đâu y nói tiếp mặc dù hắn là một tên lừa đảo nhưng chưa bao giờ lừa ai thực sự không thể nào lừa ai được chỉ là chúng ta không hiểu y lẩm bẩm không không nghiêm túc lắng nghe chuyện của hắn địch phi thanh đứng trên tàng hoán nhật cũng đã nghe nói lý tương di gửi tuyệt bút đến nhờ tiêu tử khâm thay thế nghe xong y thản nhiên cười rồi rời đi đúng là khinh thường động thù Tiêu tử khâm cũng chẳng có lòng giả nào động thủ với địch phi thanh, y vẫn nghĩ không thông. Vì sao ngày đó Lý Liên Hoa thà bỏ chạy chứ không muốn tự sát, giờ lại đột nhiên chết trong lặng lẽ. Hắn nói kiếm gãy người vong. Chẳng lẽ ngày đó hắn làm gãy vãn cảnh, chính là đã cắt đứt con đường sống. Tiêu tử khâm dần cảm thấy kinh hãi, chẳng lẽ, chẳng lẽ thực sự là y đã bức chết hắn, y một lòng muốn hắn chết, bây giờ hình như hắn đã thực sự chết thì y lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không thể nào tiếp nhận được. Lý Tương Di là bất tử, là bất bại, cho dù có đối xử với hắn như thế nào, ác ý cầm kiếm chĩa vào hắn như thế nào thì hắn cũng là một vị thần. Làm sao hắn có thể thực sự chết được? Hắn chết vì vết thương nặng năm đó sao? Ngày đó hắn không muốn tự sát, không muốn chết, chẳng lẽ là vì... Sắc mặt tiêu tử khâm đột nhiên tái nhợt, chẳng lẽ là vì hắn không muốn y tự tay giết hắn hắn không muốn y làm chuyện để rồi phải hối hận cũng không muốn uyển vân biết y từng bước hắn tự sát vậy nên lúc đó hắn không thể chết nếu hắn chết vào lúc đó uyển vân sẽ không tha thứ cho y vì vậy hắn nhảy xuống thuyền đánh cá đi đến một nơi khác chết một mình hai mắt tiêu tử khâm đỏ ngầu hắn chết một mình lúc hắn chết có người nào bên cạnh không có người nào chôn hắn Liệm xác cho hắn không? Quay đầu lại, bờ biển tiêu điều vắng lặng, thỉnh thoảng có tiếng nghẹn ngào, có mấy thiếu nữ mặc y phục xanh khóc lóc ở phía xa. Kỷ hán vật xám xịt mặt mày, bạch sang thuần ngồi gục xuống đất, thạch thủy quay trở về không nói không rằng. Tiêu tử khâm ngừng đầu thét dài một tiếng, lớn tiếng thét. Rốt cuộc ngươi chết ở chỗ nào? Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, đào ba tắc đất, đi khắp đất trời, ta cũng phải tìm ra ngươi hai năm sau, bên bờ Đông Hải, thôn Kha Thổ. Thôn Kha Thổ cách thôn Vân Thổ không xa, ngoài thôn có phơi lưới cá, trong thôn có không quá trăm người, nhỏ hơn thôn Vân Thổ nhiều. Có một người đang phơi lưới sau nhà. Người này thân hình khá cao, làn da rất trắng, giống như rất lâu rồi không nhìn thấy ánh nắng mặt trời, tay phải buông thõng bên cạnh, dường như không thể cử động được. Hắn dùng tay trái chậm rãi điều chỉnh lưới cá, Tựa hồ làm việc này khiến tâm trạng hắn vô cùng thích thú. Chỉ là đôi mắt hắn hình như không được tốt lắm, có những lúc phải dùng ngón tay dò dẫm làm, có lúc lại phải ghé lại cực gần mới nhìn rõ được. Tên liên hoa chết tiệt kia. Có người trong nhà đã hét lên chạy theo. Lão tử đã bảo ngươi ngoan ngoãn ở trong phòng nghỉ ngơi, mắt thì sắp mù đến nơi rồi mà còn dám chạy ra ngoài bắt cá. Người nghĩ lão tử từ kinh thành xa xôi đến đây dễ dàng lắm chắc. Người muốn chọc tức ta phải không? Người đang phơi lưới quay lại. Khuôn mặt hắn vô cùng quen thuộc, hắn nheo mắt, ghé sát lại nhìn Phương Đa bệnh một lúc, dường như mới miễn cưỡng nhớ ra y là ai, hắn vui mừng nói. "A, à, thi thiếu gia, ngươi có khỏe không?" Phương Đa bệnh nổi trận lôi đình. "Thi thiếu gia? Thi thiếu gia nào của ngươi chứ? Ai bảo ngươi gọi hắn là thi thiếu gia? Lão tử là Phương Đa bệnh, bà nhà ngươi chứ?" một tháng không gặp mà ngươi chỉ nhớ được thi thiếu ra thôi à. Hắn thí cho ngươi được cái gì vậy? Lão tử phái mấy trăm người men sông men biển tìm ngươi, nhọc nhằn bao nhiêu mới nhặt được cái kẻ đã trở thành một tên đần độn như ngươi về. Lão tử cho ngươi ở, cho ngươi ăn, cho ngươi mặc, giống y như một bà vú mà sao không thấy ngươi gọi ta một tiếng phương thiếu ra nhỉ. Lý Liên Hoa lại nheo mắt, ghé sát tới chăm chú nhìn y một lượt, cười tùm tỉm nói. À, tiêu môn chủ. Phương đa bệnh lại càng nhảy dựng lên, ý thức tới nỗi toàn thân run rẩy. Tiêu, tiêu môn chủ, cái tên vô lại ấy, cái tên vô lại ấy người nhớ tới hắn làm gì? Mau quên đi cho ta, quên hết đi cho ta. Y túm lấy Lý Liên Hoa lắc lư một hồi, lắc tới nỗi trinh y cũng cảm thấy suýt chút nữa thì mình quẳng được tiêu môn chủ kia ra khỏi đầu Lý Liên Hoa, lúc đó y mới buông tay. Lão tử là ai? Lão tử là Phương Đa Bệnh, đương kim phò mã, nhớ chưa hả? Lý Liên Hoa cũng chẳng có hứng thú chăm chú nhìn y nữa. Phò mã, hắn quay người rồi lại đi lần lưới đánh cá. Ngươi, cái tên cầu tặc khốn kiếp, cái đồ vong ân bội nghĩa, hồ đồ vô liêm sỉ này. Phương Đa bệnh hô tay loạn xả với bóng lưng hắn, không ngừng mắng chửi, thế nhưng người đó lại cứ toàn tâm toàn ý phơi lưới cá của mình, coi như không nghe thấy gì, mà bây giờ hắn có nghe cũng chẳng hiểu được y đang nói gì phương đa bệnh chợt thờ hắt ra tìm một cái ghế ngồi xuống tên liên hoa chết tiệt ấy không chết hắn ngồi trên thuyền đánh cá thuận theo dòng nước trôi ra biển lớn rồi được ngư dân vớt về không chết là tốt rồi mặc dù lúc thấy người tay phải của hắn đã tàn phế mắt đã mù thần trí đã mất sạch ngây ngô đần độn tinh thần và trí tuệ nhưng mà không chết là tốt rồi giống như bây giờ không nhớ được thị phi không còn thông minh tài trí nữa, thích câu cá thì câu cá, thích trồng rau thì trồng rau, thích nuôi gà thì nuôi gà, thỉnh thoảng thì sưởi nắng, nói vài câu với mấy người nhà bên cạnh. Có gì không tốt chứ? Có gì không tốt nào? Mặt y cay cay, y thấy mình nghĩ như vậy là đã rất thoáng rồi, nhưng y vẫn sẽ nhớ tới tên keo kiệt lắm lời lý liên hoa năm đó từng cùng mình bắt trộm thỏ trong miếu hòa thượng. Cái tên thường thanh tao nhã nhận mình cười nói với y rằng, người đúng là thông minh tuyệt đỉnh. Lúc này người đang phơi lưới ngâm nga một khúc nhạc không rõ nguồn gốc, chậm rãi lần tìm đường đi ra hậu viện. Bên ngoài hậu viện nơi hắn ở chính là một bờ cát, đi thêm nữa chính là biển lớn. Có một bóng người mặc trường sam xa màu xanh đang thản nhiên đứng bên ngoài, hình như đang ngắm biển. Lý Liên Hoa lén lén lút lút ló đầu ra phía sau, sau đó vui vẻ lần ra bãi cát, trên bãi cát có vẽ bàn cờ 19 nét ngang 19 nét dọc, bên trên đặt rất nhiều đá. Hắn nghiêm chỉnh ngồi xuống cạnh bàn cờ cười nói. Nước thứ 136, người đã nghĩ kỹ chưa thế? Người kia không quay người lại, sau một lúc mới thản nhiên nói. Ta thua rồi. Lý Liên Hoa đưa tay ra, cười rất tươi. Một lượng bạc. Người đó đưa tay ném qua một lượng bạc, đột nhiên hỏi. Người thực sự không nhớ ra ta là ai sao? Lý Liên Hoa vội vàng gật đầu nói. Ta nhớ chứ. Người đó thoáng sướng sờ. Ta là, ngươi là người có tiền." Lý Liên Hoa nghiêm nghị nói. Cảm ơn các bạn đã đến với kênh Holic Audio. Hãy để lại nhận xét của bạn và đừng quên theo dõi các phần tiếp theo của bộ truyện này. Chúng tôi cũng rất mong nhận được gợi ý từ các bạn về những bộ truyện hay mà bạn muốn chúng tôi thực hiện trên kênh. Cảm ơn bạn đã ủng hộ và đồng hành cùng kênh YouTube của chúng tôi.